Vaccine COVID-19 có đủ sức ngăn ngừa biến thể Delta lây lan? Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Vaccine COVID-19 làm giảm đáng kể nguy cơ trở nặng và tử vong, nhưng đối mặt với thách thức ngăn ngừa biến thể Delta lây lan. Trước đây, các nhà khoa học Anh ghi nhận thống kê về việc chủng ngừa đầy đủ làm giảm sự lây truyền của biến thể Alpha từ 40 tới 50% trong các hộ gia đình. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người đã tiêm vaccine COVID-19 có tải lượng virus thấp hơn người chưa tiêm. Tuy nhiên, biến thể Delta đã thay thế Alpha thống trị trên toàn thế giới. Các loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong do nhiễm biến thể Delta. Nhưng vaccine ít hiệu quả hơn đối với biến thể Delta so với Alpha. Chủng Delta đang tiếp tục gây ra một số lượng lớn các ca COVID-19 ở cả các quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp lẫn cao. Cho đến nay, có rất ít nghiên cứu về nguy cơ Delta lây truyền trong cộng đồng ở những người đã tiêm chủng bị nhiễm thể nhẹ. Hiểu được điều này có thể giúp các nhà hoạch định chính sách cải thiện những hướng dẫn nhằm hạn chế đại dịch COVID-19. Gần đây, Đại học Hoàng gia London và Đại học Oxford Anh đã hợp tác điều tra khả năng lây truyền của biến thể Delta giữa những thành viên được tiêm chủng trong các hộ gia đình. Tiến sĩ Annika, người đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, "Chúng tôi thực hiện việc lấy mẫu lặp lại và thường xuyên từ những người tiếp xúc với các ca COVID-19. Chúng tôi nhận thấy người đã tiêm vaccine có thể mắc và lây bệnh trong các hộ gia đình. Phát hiện của chúng tôi cung cấp những hiểu biết quan trọng về tác dụng của việc tiêm chủng đối với biến thể mới và tại sao biến thể Delta tiếp tục gây ra số ca mắc COVID-19 tăng, ngay cả ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao. Do đó, các vị chuyên gia trên khuyến cáo, các biện pháp y tế cộng đồng như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và xét nghiệm vẫn quan trọng, ngay cả ở những người đã tiêm vaccine. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, các nhà khoa học đã tổ chức nghiên cứu với 621 người tham gia, trong đó có 19 người nhiễm COVID-19 từ đầu và 602 người sống chung hoặc tiếp xúc với bệnh nhân. Mỗi người trải qua các xét nghiệm PCR hàng ngày trong 14 đến 20 ngày. Điều này cho phép nhóm tác giả phát hiện những thay đổi theo thời gian trong tải lượng virus, so sánh giữa những người được tiêm chủng đầy đủ, một phần và chưa tiêm. Trong 163 người dương tính khi xét nghiệm PCR, có 71 người nhiễm biến thể Delta, 42 nhiễm Alpha, 50 người khác nhiễm biến thể khác. Tất cả những người tham gia đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Trong số 205 cá nhân tiếp xúc trong gia đình với những người nhiễm biến thể Delta, 53 người có kết quả xét nghiệm dương tính. 25% số người tiếp xúc trong gia đình tiêm đủ 2 liều vaccine đã bị nhiễm biến thể Delta. Chỉ số là 38% ở những người chưa tiêm chủng. Các nhà nghiên cứu ước tính vaccine có hiệu quả 34% trong việc ngăn ngừa sự lây truyền của biến thể Delta trong phạm vi gia đình.